Xin chào các bạn, chia sẻ vị trí trực tiếp có thể nói là một cái tính năng xu hướng khá là hot dạo gần đây. Và nối tiếp Facebook thì Google cũng đã mang cái tính năng này lên cái ứng dụng bản đồ phổ biến của họ, Google Maps. Và hôm nay thì cái tính năng này đã có thể sử dụng được tại Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng thử nghiệm xem là nó sẽ có những cái điểm gì nổi bật so với lại chia sẻ vị trí trực tiếp ở trên Facebook. Đây, các bạn chỉ cần vào bản đồ như mọi khi và lúc này đây thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái tab là chia sẻ vị trí. Các bạn chỉ cần ấn vào đây và chia sẻ vị trí trực tiếp của mình. Tất nhiên là trước đó thì các bạn phải bật định vị GPS lên. Rồi chỉ cần ấn bắt đầu thôi. Một cái điểm cộng đầu tiên mà mình nghĩ rất là lớn đối với cái chia sẻ vị trí trực tiếp trên Google này so với trên Facebook, đó là trên Facebook thì trên Maps á, kể cả khi mà chia sẻ trực tiếp cái quá trình di chuyển của các bạn luôn thì nó chỉ có tối đa là 60 phút và một cái mốc thời gian duy nhất thôi. Còn ở đây thì các bạn có thể tùy chọn thời gian. Đây, mình có thể chọn ít nhất là 15 phút và nhiều nhất là 3 ngày. Hoặc là dữ dội hơn thì các bạn có thể chọn cho đến khi bạn tắt tùy chọn này, tức là theo dõi xuyên suốt luôn. Và mình nghĩ là cái điểm này thì các chị em sẽ thích, rất là thích. Còn 500 anh em thì chia buồn, bởi vì các bạn sẽ bị theo dõi rất là sát sao. Và cái điểm cộng thứ hai nữa của nó so với chia sẻ vị trí của Facebook, đó là việc các bạn có thể tùy chọn người và chia sẻ mà kiểu là không bị giới hạn. Chúng ta có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Chúng ta có thể chia sẻ qua tên này, địa chỉ email hoặc là số điện thoại. Đây mình sẽ nhập. Đó, ok, nó sẽ gửi cho cái người bạn của mình một cái liên kết. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chia sẻ qua tin nhắn nữa, rồi qua cả Facebook. Qua Facebook được luôn, nó sẽ gửi một cái đường link cho người bạn của mình. Đó, bên đây sẽ nhận được. Đó, ngay lập tức thì người bạn của mình sẽ nhận được một cái đường link xem tôi trên Google Maps. Nhưng mà có một cái vấn đề là không hiểu là do cái tính năng này mới sử dụng được ở Việt Nam hay sao mà cái nó bị một cái lỗi chính tả xem tôi chứ không phải là xem tôi. Sau khi mà đã chia sẻ vị trí rồi thì các bạn vẫn có thể tùy chọn tắt nó đi hoặc là điều chỉnh lại cái khoảng thời gian một cách rất là thoải mái. Ngoài ra thì các bạn còn có tùy chọn là chặn người bạn này luôn, hoặc là ẩn khỏi bản đồ để chúng ta không có nhìn thấy được. Còn chặn là một cái mức cao nhất rồi. Thậm chí là chúng ta còn không thể chat với nhau qua một số cái ứng dụng mà có liên kết với tài khoản Gmail. Bên đây thì người bạn của mình cũng sẽ thấy mình, nhưng mà mình không có sử dụng avatar cho nên là nó chỉ hiện tên thôi. Đó. Và một cái điểm cộng tiếp theo nữa, đó là bởi vì đây là một cái ứng dụng bản đồ mà, cho nên là ngay khi mà các bạn đã chia sẻ vị trí rồi thì chúng ta cũng có thể bật luôn cái chỉ đường để chúng ta dẫn đường đến người bạn của mình. Nhưng mà hiện tại thì hai cái điện thoại này đang ở cùng một vị trí và chúng ta sẽ quản lý tất cả những người bạn mà mình đã chia sẻ vị trí của mình ngay phía bên trên này luôn. Đó, có thể tiếp tục thêm bạn bình thường. Rồi, rất là đơn giản thôi. Cho nên là các chị em cũng rất là dễ dàng để có thể theo dõi. Vì vậy mong là các bạn nam có thể sống sót qua được mùa trăng này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.